Ở lầu 2 của chương trình à, mình review một chút xíu về cái lầu 2 à. Wow, từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy lầu 1 phía dưới nha. Rồi, những chú chó sói. Xoái khu thợ đèn con thịt cứ thử con. Cánh cột wow, cá sấu wow, cánh xanh, cánh hổ mang xuống wow, ghê vậy mày, ghê vậy, nó làm giống hệt luôn ha. Wow, khổng lồ kìa, dòng Komodo kìa. Đúng rồi, đúng đèn panda, panda à. À. Đó gì ghê vậy. Kho lương thực thực phẩm của những người xưa ha. Để hình thành phát triển như ngày hôm nay, con người qua tất cả những kho lương thực như thế này, không gian văn hóa của những con người cổ đại trên thế giới đã vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Đây khu vực trưng bày phòng đọc sách. Yeah.
Cách rất là chill các bạn ha. Không gian này các bạn ha. Không gian khu nghỉ dưỡng mà chúng ta có thể nhìn từ bên trên. Quá trời quá đất à. Từ trên này thì chúng ta có thể nhìn thấy công viên Nam Phương nghỉ dưỡng cao cấp. À, kia bên trên kia xa xa là những cái dự án họ bán, họ bán cho khách đó. Tuy nhiên thì nó cũng hơi bị rắc rối về vấn đề giấy tờ như thế. Mười ngàn căn hộ quá khiêu. Bên kia là những cái cuộc đi sọc bên biển. Những cái ghế mà ngồi chill cà phê như thế này là tuyệt vời đúng không các bạn? Đây là khu vực check-in cho khách. Thì nhà mình đi cầu kính nha, đi xuống cầu kính rồi phải lên hè đây. Cầu kính gì mà không có kính, có gạch không vậy? Kính đó, kính quá trời nè. Chắc anh cái cầu kính xem là lớn nhất là Novaland. Sao có gạch thôi vậy? Cái cầu kia lên đó. Quá đẹp luôn. Đúng rồi. Quá đẹp. Đây, cà rốt nhà mình đang đi cái cọ cầu. Cầu này thì nó ở bên ngoài, bên hông thì là kính thôi. Nhưng mà giữa là gỗ các bạn ạ. Thấy không? Chứ người ta cứ lầm tưởng đây là cầu kính là không phải nha. Cái kính này nó để bảo đảm cái sự an toàn thôi. Kính rất là chắc, kính tiềm tiềm lực các bạn nhìn ha. Kính này kính tiềm lực nha. Đó, từ cái này là chúng ta có thể nhìn thấy cái trên đó là cái đồi. Đó. Wonder view à, thấy không? Cái nhà mà nãy mình vừa vô mình tham quan đó. Đó. Kia vẫn là chúng ta nhìn thấy là khu vực của hồ công viên nước. Xe đó ha. Nó tự đi luôn, quá trời. Cà rốt nhà tôi nó tự đi luôn.
thành công. Còn đây là rốt cà nhà mình đã đến với công viên nước ha. Mình đến mình khảo sát công viên nước có giá nhiêu để tuần tới mình đi ha. Bây giờ này gia đình không có thời gian đi ha. Là đi từ sáng giờ dạo tham quan rất là nhiều nơi. Đấy. Rốt cà rốt. Ở đây đi qua. Xin chào công ty Wonderland Charter phát xin thông tin đến quý khách để truyền đạt qua tay. Người lớn. Ba trăm năm mươi. Đi rốt cà. Đây ra ngoài. Đi qua kia. Xin thông tin đến quý khách để truyền đạt qua tay. Trương Anh Quân, Mỹ Nguyên. Quý khách nhận thông tin vui lòng di chuyển đến cổng sát vé của công ty. Có người nhà, bố cha đang chờ. Xin cảm ơn. Xuống dưới đây. Dưới kia kìa. Xe đậu dưới kia kìa.